chào các bạn, mình là Nhã Quyên đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và vật liệu công nghiệp BW. Đối với BW, công việc là vô cùng quý giá và cực kỳ quan trọng, và những thông tin, bí quyết về công nghệ sản xuất cũng vô cùng quan trọng. Chính vì thế ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một nội dung cực kỳ quan trọng và hữu ích, đặc biệt là đối với các bạn trong lĩnh vực gia công cơ khí. Và chủ đề ngày hôm nay mà Quyên muốn chia sẻ cùng với các bạn chính là chủ đề những lỗi thường gặp khi sử dụng lưỡi cưa hợp kim. Đầu tiên, nói về quá trình gia công cơ khí sẽ có 3 giai đoạn, đó chính là cắt, hàn và mài bóng. Trong đó cắt được xem là khâu quan trọng bậc nhất, bởi vì nó quyết định tính chính xác cũng như là hiệu quả của các giai đoạn còn lại. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cắt được chính xác và hiệu quả? Thì một trong những yếu tố quyết định đến tính chính xác của quá trình cắt đó chính là lưỡi cưa. Nếu sử dụng đúng sẽ tăng hiệu quả của quá trình cắt, còn ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của lưỡi cũng như là tính mạng của chính chúng ta. Và sau đây là những lỗi thường gặp khi sử dụng lưỡi cưa. Đầu tiên là sử dụng lưỡi sai kích thước cũng như là sai tốc độ được yêu cầu. Thì các loại lưỡi này không được sử dụng cho máy mài gốc cầm tay cũng như là máy cắt tốc độ cao, bởi vì là những cái máy này không có chức năng an toàn cho lưỡi hợp kim và nó cũng không đáp ứng được quá trình cắt. Tiếp theo là khi cắt thì phải đi đúng tốc độ của lưỡi, nếu cắt quá chậm sẽ làm mòn lưỡi, làm nóng và hỏng lưỡi, quá trình cắt sẽ diễn ra chậm và không đáp ứng được khả năng cắt cũng như là vết cắt sẽ không đẹp, còn nếu cắt quá nhanh thì sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta. Cái lỗi thứ hai thường gặp đó chính là lắp sai hướng lưỡi. Mà khi mà lưỡi được lắp sai hướng thì sẽ không đảm bảo được quá trình cắt, cũng như là sẽ làm hỏng lưỡi và không phục hồi lại được. Lỗi cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn chính là không cắt đúng loại phôi được chỉ định và kẹp phôi không đúng cách. Thì mỗi loại lưỡi sẽ được sản xuất chuyên biệt cho một loại phôi nhất định. Đối với những cái lưỡi hợp kim như thế này thì được dùng để cắt các loại thép dân dụng. Ngoài ra có thể cắt được gỗ, nhựa, các kim loại có màu như là nhôm và đồng. Và mỗi loại phôi thì sẽ có một cách kẹp phôi khác nhau. Bởi vậy là trước khi tiến hành quá trình cắt thì chúng ta cần phải tìm hiểu cách kẹp phôi và kẹp phôi thật chặt trước khi cắt để làm đảm bảo sự bền vững cũng như là tính ổn định của lưỡi. Và trên đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng lưỡi hợp kim, chúng ta cần phải chú ý tránh những lỗi này để tăng hiệu quả của quá trình cắt cũng như là tuổi thọ của lưỡi hợp kim. Và để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là các máy móc cơ khí sử dụng trong quá trình gia công cơ khí thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và vật liệu công nghiệp BW tại địa chỉ 165 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh qua số hotline 0982620546 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.